Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anh Em TV. Vâng, tôi lại ngoi lên với anh em rồi đây. Và mỗi lần mà mình ngoi lên như này thì mình sẽ mang đến cho anh em những thông tin nóng hổi nhất về chiếc iPhone sẽ được ra mắt vào tháng 9. Đúng vậy, đó chính là chiếc iPhone 15. Và trong video ngày hôm nay, tất cả những gì em cần biết về chiếc máy này đều sẽ có. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vâng, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh em đang quan tâm đến những chiếc iPhone mới nhất, mạnh nhất, xịn nhất bây giờ thì anh em biết phải tìm đến đâu rồi đúng không ạ? Đúng rồi, đó chính là chuỗi hệ thống cửa hàng của Cellphone S. Hiện tại, iPhone 14 Pro Max giá chỉ hơn 26 triệu, lên đời trợ giá giảm lên đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Cellphone S đang có chương trình rực lửa Seagame bùng cháy ưu đãi giảm đến 70%. Đặc biệt là Cellphone S còn có mini game nhận voucher giảm lên đến 200k và có cơ hội trúng ngay máy chiếu Samsung trị giá 17 triệu đồng. Mời anh em click ngay ở phía link bên dưới nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em thì chắc chắn rồi, đó sẽ là về phần thiết kế. Năm nay thì rất có thể chúng ta sẽ có một cái màu sắc có lẽ là hot nhất trong những năm vừa qua. Không, nó phải là hot nhất từ trước đến nay thì đúng hơn. Vâng, xin mời anh em chiêm ngưỡng. Đúng vậy, đó chính là màu đỏ rượu vang. Và cái khoảnh khắc khi mà mình nhìn thấy cái màu này ấy, nó phải gọi là ui, ui, ui. Đây chính là cái màu mà mình chắc chắn là mình sẽ mua trong năm nay. May quá, bán 14 Pro Max sớm. Mong rằng người chủ mới sẽ tốt với em đó. Hộp đâu? Em bảo hôm nay không có hộp gì. Không hộp thì ra sao mà bán được. Thì anh bán trước thì mai em đưa hộp cho. Ngoài cái màu này ra ấy, thì đã có một vài thông tin nói rằng là năm nay iPhone 15 Pro sẽ còn có thêm một cái màu sắc nữa, đó là màu Rose Gold. Thì mình không biết rằng là liệu rằng cái thông tin này nó có trở thành sự thật hay không. Nhưng mà nếu như mà nó trở thành sự thật ấy, thì thực sự là cái màu này nó rất là xinh, nó rất là girly, nhìn rất là dễ thương. Và mình nghĩ rằng là cái màu này các chị em sẽ rất là thích. Ok, vậy thì tổng tất cả những cái thông tin mà chúng ta đã có về cái màu sắc của chiếc iPhone 15 Pro mới nhất thì rất có thể năm nay cái line up của chúng ta nó sẽ bao gồm 4 màu như sau. Số 1 là màu đen, số 2 là màu trắng, số 3 là màu Rose Gold và cuối cùng sẽ là màu đỏ rượu vàng, cực kỳ hot. Vậy thì ý kiến của anh em thì sao? Anh em yêu thích màu sắc nào trong 4 màu sắc mà mình vừa kể trên? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Ok, thì đó là về cái phần màu sắc. Tuy nhiên, phần thiết kế của chúng ta nó sẽ còn có thêm một vài những thay đổi nữa. Cổng Lightning. Chắc chắn rồi, cái tin này anh em đã biết quá nhiều, anh em đã nghe quá nhiều rồi đúng không? Thay bằng cổng Type-C, cái này thì anh em biết rồi. Nhưng mà còn một cái điều nữa, một cái thay đổi nữa cơ. Đó chính là về cái phím này. Bình thường ấy, đối với lại những chiếc iPhone thì anh em cũng biết rằng đây là cái phím mà chúng ta sẽ sử dụng để thay đổi trạng thái cũng như là thay đổi về cái chế độ silent, đúng không ạ? Chế độ im lặng. Tuy nhiên, rất có thể trên iPhone 15 Pro thì cái phím này nó sẽ bị thay thế bằng một phím khác có tên là Action Button. Và với phím này thì anh em có thể custom được rất nhiều những cái chức năng để chúng ta có thể dùng. Ví dụ như là đây, anh em có thể thấy đó, bật đèn flash này, chúng ta có thể chụp ảnh màn hình này, chúng ta có thể mở nhanh camera này, vân vân và vân vân. Và không chỉ có vậy, rất có thể là đối với cả những cái phím tăng giảm âm lượng này thì là Apple họ cũng sẽ thay luôn, họ cũng sẽ loại bỏ luôn và thay vào đó là chúng ta sẽ có những cái phím cảm ứng lực. Và với những cái thay đổi này thì mình nghĩ rằng là Apple họ đang tiến gần hơn tới đẳng cấp của Bphone hơn bao giờ hết. Và tất nhiên rồi, với những cái thay đổi như thế này thì nó sẽ mang lại cho những người dùng, những khách hàng của Apple có đôi chút hoang mang, có đôi chút cảm nghĩ. Và tất nhiên là mình cũng đã hỏi một anh người dùng để xem anh ấy phản ứng như thế nào. Tức là cái nút tăng giảm âm lượng là Taptic. Đúng rồi. Thế cái nút gạt silent thì là cảm ứng. Thế chạm nhầm vào thì như nào? Bphone à? Thiết kế của Bphone à? Bên cạnh những thay đổi về mặt thiết kế ra thì hiệu năng. Chắc chắn rồi, chiếc iPhone 15 Pro của chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái gì tốt nhất của thế giới điện thoại ở thời điểm hiện tại. Đó chính là con chip A17. Đây là con chip mà được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet đầu tiên trên một chiếc điện thoại, trên một chiếc smartphone. Nói chung là cái con chip đấy mình tin rằng là cái sức mạnh của nó sẽ rất là ok. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có phiên bản iOS 17. Chắc chắn là iPhone 15 nó sẽ chạy phiên bản iOS 17 mà thôi. Và cái phiên bản iOS 17 này thì theo như mình có tham khảo, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thay đổi về mặt giao diện. Cái thay đổi đầu tiên đó chính là về cái phần phông chữ ở phần lock screen. Chúng ta sẽ có những phông chữ mới. Cái thứ hai là anh em còn có thể là thêm cả Memoji, Animoji vào cái phần màn hình khóa của anh em, nhìn cũng rất là hay. Và đặc biệt là phần Control Center sẽ được làm lại để cho chúng ta có được một cái giao diện nó mới hơn. Nhìn chung thì mình thấy rằng là cái phiên bản iOS 17 này, bọn mình cũng đã có làm một vài những cái video về nó rồi, anh em có thể xem lại. Thì nhìn chung về cái phiên bản iOS 17 này thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái phiên bản nó tỉa tót, nó đẽo gọt của phiên bản iOS 16 để chúng ta có một cái phiên bản iOS mới, cái giao diện nó sẽ trở nên bắt mắt hơn. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho mình rất là băn khoăn, cũng rất là mong muốn Apple họ sẽ có cách giải quyết ở trên phiên bản iPhone 15 ấy, nó lại không phải là về con chip A17 hay là phiên bản iOS 17 mà nó là vấn đề nhiệt độ. Mình không biết anh em thế nào, nhưng mà đối với cả những cái máy mà mình đang sử dụng ấy, dạo gần đây nó đang tăng nhiệt độ lên khá là nhanh. Kể cả khi mình sử dụng xem YouTube, khi mà mình xem TikTok hay là mình chụp ảnh thôi. Đấy, thì là máy của mình nó nóng lên rất nhanh. Và mình mong rằng là trong những cái phiên bản điện thoại mới, những cái phiên bản iOS mới thì Apple họ sẽ có cách giải quyết cho cái vấn đề này. Thế thì bên cạnh những thay đổi về mặt thiết kế này, hiệu năng này, phần mềm này, thì một trong những cái nữa mình cũng rất là mong chờ đó chính là về cái camera ở trên chiếc máy này. Rất có thể là Apple họ sẽ trang bị cho cái iPhone 15 Pro của mình ấy một cái khả năng zoom tiềm vọng 6x. Đây là một cái khả năng mà mình rất là mong chờ, bởi vì nếu như mà anh em chụp ảnh đường phố hoặc là anh em đi du lịch thì anh em sẽ thấy rằng một cái máy, một cái điện thoại mà có khả năng zoom xa, nét nó tiện lợi như thế nào. Rồi, và đó là một vài những cái chia sẻ của mình về những cái thay đổi rất có thể sẽ xảy ra ở trên phiên bản iPhone 15 Pro tới đây. Và bên cạnh những cái thay đổi mà anh em cũng đã biết rồi, ví dụ như là Lightning này, cổng Type-C này, hay là màn hình 120 Hz này, công nghệ nó như nào vân vân, thì đó là một vài thông tin mà mình muốn update dành cho anh em. Thế còn anh em thì sao? Cá nhân anh em thì anh em mong chờ cái thay đổi nào nhất ở trên phiên bản iPhone 15 Pro thì anh em hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube cũng như là TikTok và fanpage của Anh Em TV. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.